À, xin chào cô chú chị và các bạn. Xin chào bác, xin chào cô chú, xin chào các bạn. Lúc chim cười cái xuân chung bờ. Thế đang cái khung bờ mới con. Lưu leo, lưu leo. Đang lưu leo, hồi gắt hồi nãy giờ gắt hết lưu leo rồi đang hả con? Wow, đẹp. À, hôm nay ăn cái món cô chú, hôm nay mình kho thịt, kho cá, à quên. Kho thịt. Kho thịt với lại trứng ngỗng, ba bà phân vui. Wow. Để đi. Thì mai này có trứng ngỗng này bự con ha. À, thịt sau khi mình cắt ra mình thì mình nhúng nước sôi á, nước mình nấu xong mình bỏ trong này, mình ngâm nó trong vòng vài phút để cho nó sạch cái thịt này. Khi mà mình kho thịt nó rất là thơm, nó không có mùi hôi của thịt đó. Thường thì mình làm như vậy á, bỏ một chút xíu muối vô cho thịt thịt nó thơm, ngâm vài phút thôi. Đây là mình luộc trứng ngỗng. Hôm nay mình luộc 6 cái trứng ngỗng. Luộc xong mình bỏ một miếng muối vô. Luộc với ngỗng này chắc cũng 15 phút nó mới chín, tự nhiên nó to hơn là cái trứng vịt bình thường gấp 2. Mình rửa, mình ngâm xong rồi mình rửa cho thật sạch. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vô như vậy mình kho ha. Hôm nay mình sẽ kho với lại tỏi tiêu. Cái này là nước mắm. Bây giờ mình sẽ cho vô đây 1 muỗng, 2 muỗng. Mình muốn kho cho nó đậm đà. 3 muỗng. Đường 1 2. Cái này là tiêu. Một chút xíu hạt nêm. Cái này là màu. Cho vô nhiều ít tùy thích. Cái này là trứng ngỗng của anh chị mình luộc xong rồi, chút nữa kho thịt chín rồi mình bỏ vô sau. Mình quậy nó lên. Bây giờ mình sẽ sau khi mình cho nước vô đó. Và đấy nghĩa là cho nước nóng cô chú chị à. Thường thường mình nấu mình kho mình thích cho nước nóng vô, nhưng mà bây giờ thật sự là trễ á, nãy giờ bận nên chưa kịp nấu nước nóng. Bây giờ mình cho nước lạnh vô luôn. Hôm nay nấu là làm chút đi. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ trứng vô. Xin chào cô chú chị và các bạn. Lúc chim cười cái xuân chung bờ. Thế đang cái khung bờ mới con. Lưu leo, lưu leo. Đang lưu leo, hồi gắt hồi nãy giờ gắt hết lưu leo rồi đang không? Wow, đẹp. Hôm nay ăn cái món cô chú, hôm nay mình kho thịt, kho cá, à quên. Kho thịt. Kho thịt với lại trứng ngỗng, ba bà phân vui. Wow. Để đi. Thì mai này có trứng ngỗng này bự con ha. Trứng ngỗng to. Bây giờ lúc cắt mày bỏ này trứng ngỗng ăn nè. Đấy. Tô. Không, tô. Tô. Mama, có chỗ nên. Tô. Có chỗ nên kì. Cô chú nhìn gì? Xe có chỗ. À, của Tima cũng có, Tima muốn có một cái giống như Lucas. Trời ơi, nè con. Nghe nè, à, con cầm. Bỏ vô thịt luôn. Trời ơi, thịt con hôm nay mình làm nước màu hơi đậm nè. Mấy bữa lợt quá xong rồi. Chị Ma, con chỉ một nửa à, nhiều lắm. Jesus. Tôi tưởng một cái con ba lắm, cái con. Ồ, cái trứng ngỗng đó. Mắt luôn. Yo, full. Trời, cái trứng ngỗng, cái lòng chị đỏ nó, cô chú chị nó phun ra cái này luôn à, 90%, 95%. Thôi, cái miệng nó bột đó. Nhà, nghe video. Trứng ngỗng ngon quá chừng luôn à. Tàu làm đỏ không à. Hôm bữa em đi chợ quê á, thì thấy cô nó bán trứng ngỗng quá chừng luôn. Rồi nè, đây 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 đây
Mấy con, cái này cho con này. Wow. Cơm mà con hả? Ba. Mama muốn. Muốn à, muốn cho Tima nữa chứ. Cô chờ mẹ nhà mẹ con lấy muỗng con. Vui nè. Vui nè. Vui. Thịt, thịt của con. Xin mời ông ba. Xin mời cô chú anh chị và các bạn. Chào cô con ơi. Xin mời. Thịt bò nướng. Thịt kho trứng. Thịt bò kho rồi. Thịt kho trứng. Thịt thò bò trứng. Thịt kho. Thịt kho trứng. Thịt kho trứng. Thịt thò bò trứng. Mẹ lấy cái à? Nha con, muỗng nhỏ này của con, muỗng lớn. Rồi, chị ba mày lấy cái ghế của con ngầu nha. Nhiều. Ghế nhỏ không chịu ngồi của chú à, cái ghế của chị ba cao hơn không chịu ngồi, cái ngọn gì này là quỳ nữa. Ngon. Rồi ăn không cô chú, nãy giờ thấy mấy cha con thấy miệng kho thịt rồi. Rồi kho mấy cha con mừng quá chừng. Ừ. Ừ. Kho là miết. Ơ. Kho gì lắc là like Indian. Con ha. Ủa không đổ à. Sao lát rồi. À, cái trứng ngỗng không ăn ướt được rồi đó. Chim cơ sở sẽ đánh. Bắt trước rồi chàng. Ăn con, thật nè. Hồi chưa ăn canh, bây giờ đổ tấu kho thịt. Ừ. Ok. Con dầm. Ừ. Ngon. Thịt ngỗng ngon. Ừ, quên, trứng ngỗng ngon ha. Nice to give me your phone and over this morning. Cái video mình quay á, có nhiều khán giả chơi nhỏ quá, mới mua cái microphone này cô chú nè. Để đây không biết nó thế nào, cô chú thấy không? Gắn cho con này nè. Kẹp. Để thu âm cho lớn hơn á, tự nhiên khán giả comment á. À, lúc trước mình cũng tìm mua mà điều mình không biết mua cái nào cho tốt á. Nên tìm hiểu rồi cái lúc mà mình mua thì không có hàng nữa. Rồi bây giờ mình mua được cái loại này. Ồ, cái trứng ngỗng ngon á. Ôi giời. Ừ. Chứ ngỗng béo ngon ha. Fit. Ôi ôi. Ôi ôi. Cái lòng đỏ full luôn à. Đâu có. Đi đi ra chị chơi chứ. Mới ngủ dậy vui á. Let her go sleep. Maybe tonight again 7. What? Sleep all the time tonight. Ăn không vô ngủ sớm á. Để khi lỡ có cỏ động thức dậy. Chứ ngủ trễ thường 12 giờ 1 giờ mới ngủ chứ chị. Xong đến lúc khi có cỏ báo động á, ôi mệt. Chập chờn mấy tiếng đồng hồ không ngủ rồi lòng vòng sáng tới nói chung là giờ giấc không ổn định gì hết. Đúng không? Chị má làm gì con? Ăn đây rồi làm gì? Cơm ăn. Cơm ăn chi dầu. Hả? Cơm ăn chi dầu. Hôm nay chị má ngủ hay là vui á.
Ở Việt Nam mình một trứng ngỗng bao nhiêu tiền cô chú anh chị? Ở đây mình mua 7 cái trứng ngỗng mà có 4 đô la cô chú anh chị. 7 cái trứng ngỗng mà có 4 đô la. Dễ ha. À, muốn ăn trứng ngỗng mùa này là phải đi chợ. Đi chợ quê á. Mấy người mà ở quê người ta tập trung là người ta bán á, cái mình đi bán trứng đủ loại trứng đó xong rồi mua. Ngon. Good, good shit. Lucas giỏi, đi học được cô giáo thương, ba mẹ cũng hãnh diện đó. Con không? Đi học giỏi cô chú, cô giáo khen là viết chữ rất là đẹp, lên trên viết chữ đẹp lắm. Xong rồi đi lên trên bảng á, cô lên trên bảng viết chữ bằng phấn cũng đẹp luôn, cô giáo nó khen viết đẹp hơn cô giáo luôn. Mama có chim. Cô giáo Mama. Khen viết đẹp hơn cô giáo luôn. Mama có mù. Hết mù. Đi chơi. Đi. Đó. À người chị chơi. Đây rồi mày. Ok, ăn đi chơi. It's not very fancy, no? Hả? Sao? Egg soft. Very soft. Hôm nay ở Ukraine á mưa mà gió mạnh quá chừng cây đổ rồi, cây ngã trong trung tâm thành phố, cây ngã quá chừng. No, what you speak? Speak about today Ukraine was a big rain. Mm-hmm. Rain just fell. Okay. Hả? Sao bố con? Đi mang một chút. Mang không? Sao? Ừ. You know in Vietnam tradition, when a woman pregnant, need eat the goose egg. I remember. Yeah. Very smart. Nice. Look at this tour. And Kim Kato, Kim Kato. No. I wasn't here. Cô chú chị, hát à? Cô chú, ở Việt Nam mình á, tục lệ là mỗi lần mà phụ nữ có bầu á, ăn trứng ngỗng để con rất là thông minh. Mình ăn Lucas mình ăn hai trứng, Kim ăn hai trứng. Bây giờ Lucas hiện tại bây giờ là thật. À, cô giáo đi học là cô giáo khen thông minh rồi đó. Ráng học vô đại học được con ha. Chị mang ngồi xuống con. Lúc cạnh anh liêu với rau sống với con không? Tương lai Chima làm ca sĩ không? Và future Chima will be single.
And then he sing, dance and sing and sleep after coming. All time. Before sleep. Very like him. Mà thích nhạc sôi động. Nhạc mà buồn buồn không có thích nghe cô chú à, không có thích nghe, thích nhạc sôi động. Nó ít mà. Tại vì mày. Nó à phụ. Mất đây rồi. Ok. Chị mà chị lên chị xin chào bà cụ bé ba bà cô bác. Xin chào. Bye bye cô chú. Chị lên đây ngồi này nha. À, cô chú anh chị ơi, à, hôm nay video chia sẻ đến đây, à, cảm ơn cô chú anh chị đã xem theo dõi. Mười trên mười, 10/10 điểm. Trứng ngon hả con? Ừ. Nhờ trứng ngon ngon. Thì chị mai tạm biệt đi con. Tạm biệt cô bông. Tạm biệt các bạn chúng mình, ông bà. Cảm ơn chị. Chị. Các con biết chưa? Ну, развеселись уже. После сна. Тамбет, хэнгаплай. Тамбет, хэнгаплай, вот такие малай. Тамбет.